Làng hoa Phù Vân cách trung tâm thành phố Phủ Lý chưa đến 4 km, thuộc địa phận xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, từ lâu được mệnh danh là vựa hoa lớn nhất nhì miền Bắc. Nơi đây, mỗi năm đều cung cấp số lượng lớn hoa cho thị trường rộng lớn gồm các tỉnh như Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Chính vì vậy, mỗi năm, vào thời điểm từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch là nơi này trở nên nhộn nhịp các thương lái từ khắp nơi kéo về mua hoa. Được bồi đắp bởi phù sa sông đáy cùng sự chăm sóc của người dân nơi đây, vùng đất này đã được phủ đầy các luống hoa nhiều màu sắc rực rỡ, mang lại đời sống ấm no cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tài, một người dân trồng hoa chia sẻ, những ngày đầu vụ hoa năm nay, nước sông đáy dâng lên ngập luống hoa, kéo vào sát chân đê. Ông Tài tưởng chừng như gần một mẫu hoa đã mất trắng, không ngờ đến giờ lại bội thu. Từng bông cúc to như cái bát con, cánh mọng, thân xanh mượt, cứng cáp, cao đều tăm tắp. Ông Tài cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên nhiều người dân lo ngại không trồng. Chính vì vậy, giá hoa năm nay tăng cao, đắt gấp đôi năm trước, khiến những người trồng hoa nơi đây cũng được an ủi phần nào. Vụ hoa Tết bắt đầu thu hoạch rộ từ ngày 20 tháng Chạp. Đến nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Dù trải qua biến cố một năm dịch COVID-19 căng thẳng, nhưng cuối cùng, thành quả của vụ hoa năm nay cũng khiến cái Tết của người dân nơi đây ấm áp hơn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.